này thì 240 này. Loại cái rổ này thì là 206. Loại này thì 30 con cân 28. Đây ạ? À? Vâng. 208 một cân á? Vâng, vâng, 28 một cân 30. À? Vâng, 30 con một cân cậu. Cô lấy nhiều không? Cô lấy nhiều có bớt chứ. Đây cô lấy một cân nhưng mà lấy một cân chọn những cái con nào ngon ngon này. Vâng, đây cô chọn. Một cân cho lấy cô 26 thôi. Có hàng thì rẻ nữa chứ nhỉ. Con này con chân đổ này nó ngon, nó chắc thịt này. Không như cái như cái con mà nó xanh, con xanh nó không ngon bằng. Đây hơn một cân rồi cô ơi, chỉ tính một cân thôi. Ông ơi, ông chị ơi, của 206 chị ơi, lại đi chợ về à cô? Cô đi chợ về vào tạt mua thêm ít sữa nữa. Nay nhà cháu có nhiều loại sữa ngoại lắm, cô lấy sữa. Thôi cô cứ lấy cái sữa như mọi khi vẫn uống. Các em nhà cô nó chỉ thích uống cái loại sữa ấy thôi. Thế để cho cô một thùng sữa tươi lớp bao bì qua đường, với lại hai bì sữa chua lớp bao bì cũng qua đường. Đây sữa tươi của cô đây cô. Đây cô gửi tiền này. Vâng, đây sữa. Này cầm cô đi. Đây sữa của cô đây cô. Lặng đấy cô ạ. Đấy các em nhà cô biết dùng đấy. Cái loại là hàng Việt Nam nhà mình, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Dân hay dùng lắm. Dạo này dân bán cái này chạy cô ạ. Cô về nhá, cô đi cẩn thận nhá. Cô cháu bán hàng nhá, cô đi về đây. Vâng, cô về nhá. Con vừa ru ngủ rồi, được say lắm. Thế đây giặt cho mẹ đi để mẹ vào mẹ nấu nốt. Thế xong rồi đem gấu xuống ăn cơm nhá.
Ăn đi xong rồi bóc cho gấu tôm nó ăn nhá. Nay mẹ làm món tôm hấp sữa lạ nhỉ? Con thử xem nào. Tôm này ăn hấp sữa này ăn ngon lắm. Con ăn con tôm nhá. Này. Tôi ăn tôm để cho nó nhiều canxi nhá, cứng xương nhá. Hôm nay bà làm nhiều tôm thế nhỉ? Ngon không? Mẹ hấp tôm bằng sữa gì đấy ạ? À? Nay mẹ hấp bằng cái sữa tươi lớp bà vỉ, ăn thơm ngon nhỉ? Nó mùi thơm sữa nhỉ? Vâng. Gấu này nghịch thế, tháng bóng thế. Để chả lấy con gấu để mẹ đi lấy sữa chua ăn nhé. Nó đồng nhé. Nga, đẹp quá. Wow, ăn sữa cho bà mua nha. Mẹ ăn đi à? Ăn đi. Ngon quá. Sữa chua lớp bao bì này lên men tự nhiên, ăn nó lại thơm ngon sánh mịn nhỉ? Vâng. Mẹ phải ăn sữa chua nhiều vào bởi vì nó tốt hệ tiêu hóa đấy. À, ăn sữa chua này nhiều còn làm đẹp da đẹp dáng nữa này này. Ngon quá. Phải có năng lên gì mà ngủ mà thấy ăn phát là dậy ngay. Thế là hết buồn ngủ rồi nhỉ? Thấy ăn phát là tỉnh luôn. Từ vùng đất linh thiêng của núi Tản sông Đà, sữa Ba Vì đã đồng hành cùng biết bao thế hệ, gắn liền với sự thay đổi của thời gian. Love Ba Vì vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời của mọi nhà. Sữa tươi giá tốt Love Ba Vì, thương hiệu chính thống được cấp phép đầu tiên và duy nhất có nhà máy chuẩn quốc tế tại Ba Vì.